Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết một cái túi bằng hạt cườm. Một chiếc túi đơn giản nhưng mà cũng không kém phần xinh xắn. Đây, hôm nay mình sẽ dùng bằng hạt bẹt 6 ly cộng thêm hạt giọt nước để mình làm những cánh hoa. Còn bây giờ thì mình bắt đầu là dùng hoàn toàn bằng hạt bẹt trước, không có xen hạt nào khác, nên mình chỉ đổ ra hũ như thế này một ít hạt bẹt thôi. Còn màu thì các bạn sử dụng màu tùy thích ha. Như mình thì mình đang sử dụng màu vàng hạt hột gà, vì thích khách thích màu này. Rồi bây giờ chúng ta tuốt một đoạn cước dài, các bạn khoảng 2 sải tay của mình á, để khi sao đi khi mình gặp đôi lại thì nó còn một sải tay. Mình dùng cước 5 ly các bạn nhé. Đó, mình đang lấy cước ra. Các bạn lấy cẩn thận chứ để nó lại rối mình khó mở lắm. Mình cứ dùng tay tuốt từ từ ra. Cái sợi dây cước đầu tiên các bạn chịu khó là lấy ra thật là dài nhé. Mình đo một sải tay trước, xong mình tuốt tiếp thêm một sải tay nữa, có nghĩa là 2 sải tay. Để sao? Để khi mình khi mà mình xỏ dây ấy, thì nó sẽ gấp lại làm đôi, thì nó sẽ còn một sải tay. Tại vì sao? Vì sợi dây đầu tiên mà chúng ta làm ngắn quá, chúng ta cứ nối nó sẽ không có đẹp và nó không có chỗ để chúng ta nối đâu. Đó, đó, mình cứ đó, dài như vậy chứ cho đủ mình tiếp nè. Xong rồi mình gấp đôi cái sợi dây cước lại làm đôi. Đó, hai cái đầu. Này, các bạn thấy không? Hai đầu chúng ta chập đều vô. Các bạn hiểu không nè? Một sợi dây mình cứ lấy một sợi dây này. Đây là cái ruột, đây là cái ruột mình đã có sẵn này. Đó, cái này là cái phím nhỏ mình bỏ vừa được cái điện thoại và cái tờ tiền 500.000 đó các bạn. Sẵn khách đầu mình làm thì mình hướng dẫn các bạn luôn. Rồi các bạn chú ý nha, một sợi dây dài chúng ta chập lại làm đôi thì nó có hai đầu như thế này. Rồi đầu tiên chúng ta xỏ vào 4 hạt nhé. Đó, 2 3. À, các bạn thấy không, bây giờ trên tay chúng ta có 3 hạt rồi. Rồi chúng ta lấy thêm một hạt nữa. Rồi chúng ta xỏ vào, lấy cái đầu dây bên kia chúng ta xỏ vào một hạt này. Đó, các bạn nhìn thấy rõ không? Rồi chúng ta kéo xuống, kéo đến cuối cái sợi dây luôn nha. Đó, chúng ta chập hai cái đầu bằng nhau nè. Rồi chúng ta kéo hết 4 cái hạt ra xuống thì chúng ta tạo được nè. Đó, 1 2 3 4, các bạn nhìn kỹ nha, mình hướng dẫn chậm cho các bạn. Rồi bây giờ cái 4 hạt đầu tiên thì chúng ta cứ xỏ vào đầu dây nào cũng được, tại vì nó xỏ đi xuống thì nó cũng vậy. Bây giờ bắt đầu tới cái ta gọi là một bông đó. Rồi bây giờ cái bông thứ hai nè, các bạn nhìn nè, các bạn thuận tay, tay nào thì các bạn làm tay đó nhé. Thì hai hạt mình thì mình thuận tay phải, đây tay phải của mình là tay đeo vòng đó các bạn. Tay phải của mình là tay
tay không có vòng nha. Cái tay các bạn nhìn nè, tay có vòng của mình là tay mụn, tay trái đó. Rồi này, các bạn thấy không, tạo bông thứ hai nè, các bạn hiểu chưa nè. Khi mà chúng ta chéo lên cái bông thứ hai, các bạn đợi các bạn, cái bông thứ hai, cái bông thứ ba, bông thứ tư chúng ta làm tương tự nè, các bạn nhìn kỹ nha. Thì tay bên trái chúng ta sẽ xỏ vào hai hạt, tay bên phải chúng ta xỏ vào một hạt, rồi chúng ta chéo đây, rồi chúng ta lại chéo cái hạt đó vào. Các bạn thấy kỹ, thấy rõ không? Rồi cứ như vậy mà chúng ta làm miết là được thôi. Nè, bây giờ tiếp tục. Tay trái chúng ta xỏ vào hai hạt. Xỏ vào hai hạt vào sợi dây bên trái. Dây bên phải chúng ta xỏ vào một hạt. Rồi, sợi dây bên phải chúng ta chéo vào cái hạt đầu, cái hạt của bên tay bên trái. Chúng ta có hai hạt đó, ta bỏ xuống một hạt, còn lấy một hạt ta chéo đầu đó. Rồi kéo xuống nè. Rồi cho nè, đó các bạn nhìn thấy rõ không? Nè, 1 2. Chèo bên trái. Dây bên phải chúng ta bỏ vào một hạt. Rồi. Chúng ta chéo vào cái sợi dây hạt bên trái, lúc nào chúng ta cũng chỉ chéo vào một hạt thôi, dù cho cái sợi dây bên trái chúng ta đang có hai hạt, nhưng mà chúng ta chỉ chéo một hạt của dây bên trái thôi nhé, chứ không chéo qua hai hạt. Rồi các bạn hiểu chưa? Rồi cứ như vậy chúng ta đó, cứ kéo xuống, cứ như vậy chúng ta làm. Làm một đoạn dài tùy ý của các bạn, là mình muốn làm dài cỡ bao nhiêu thì chúng ta lấy làm bấy nhiêu hạt ha. Chúng ta đo theo cái chiều dài mà chúng ta muốn. Nếu mà chúng ta chưa có lót thì chúng ta cứ làm bao nhiêu hạt cũng được, không cần phải đo. Mà miễn sao mình những cái nhu cầu của mình là dài bao nhiêu thì chúng ta làm dài bấy nhiêu. Còn mình thì mình có cái lót sẵn hồi nãy, lúc nãy đã cho các bạn thấy rồi. Nó các bạn thấy không, đây được một đoạn rồi đó. Chỉ có như vậy các bạn sợ làm riết, làm riết cho mình đến cái chiều dài yên ý. Các bạn thấy rõ đây ha. Còn mình có cái lót sẵn rồi thì bây giờ mình làm canh khoảng một đoạn dài rồi thì mình sẽ đo cái lót vào cho các bạn nhìn rõ hơn. Các bạn nhìn kỹ, mình sẽ làm thật chậm để chỉ, còn nếu như mà không chỉ cho mọi người thì mình làm nhanh hơn. Mình làm một đoạn dài rồi mình kéo xuống một lần luôn, chứ mình không làm từng bông kéo xuống đó, mất thời gian lắm. Các bạn cứ làm nhiều là quen tay thôi. Đó, các bạn nhìn nè. Đó. Bạn nha,
hiểu chỗ nào á thì comment vào bên dưới hỏi thì mình sẽ trả lời. Nhưng mà các bạn nhớ chụp hình là các bạn làm tới đây rồi các bạn phải làm như thế nào nữa thì mình mới hiểu ha, thì mình mới chỉ cặn kẽ là các bạn làm đúng hay sai chỗ nào. Sẽ mang một đoạn dài rồi mình kéo xuống một lần luôn nên các bạn nhìn thấy nó hơi rối ở cái phần hạt bên dưới. Còn các bạn mà mới tập làm á, thì các bạn làm tới đâu á các bạn kéo xuống tới đó nha, chứ để là mình làm mà mình chéo hạt nó sai á thì một tí nữa mình tháo ra rất là cực, sợi dây nó bị nhăn nheo rồi mình làm không có được đẹp cái vỏ đâu. Còn mình làm quen rồi thì mình biết là mình làm không có bị tháo. Thật ra là mình cũng sai hoài vì mình tháo hoài đó chứ không phải không tháo, nhưng mà mình biết cách tháo thì nó khác đấy hả. Còn các bạn không biết cách đó thì nó bị rối cước đó, cực lắm. Khi mà bị tháo hoài á, nhiều bạn sẽ bị nản á, không muốn làm nữa đó. Thấy không, mình làm một đoạn nhiều hộp rồi mình kéo xuống một lần đó. Kéo đó, bây giờ mình mới kéo xuống dưới hết một lần. Các bạn khi mà các bạn kéo xuống các bạn siết dây cho thật chặt nha, tại vì khi mà làm vỏ mà mình kéo không chặt á thì nó sẽ không đẹp cái vỏ đâu, cái vỏ mình sẽ không cứng cáp mà nó sẽ lỏng lẻo đó. Các bạn thấy là mình làm một đoạn dài rồi thì bây giờ mình gấp theo cái đoạn làm cái vỏ nè hả. Rồi mình sẽ nối nó về. Đó, các bạn chập vô. Mà mình thấy nó đã bằng rồi nè các bạn nè. Thì mình thấy là hai đầu nối vô nó có là nó có hai cái hạt ở đầu dính vào nhau. Thì mình thấy nè nó sẽ thiếu. Thấy dư thì mình thêm bớt ra, thiếu thì mình thêm hạt vô. Rồi bây giờ các bạn nhìn kỹ nha. Bây giờ mình sẽ nối thành một cái vòng tròn. Bây giờ trên tay mình đã là như vậy. Các bạn nhìn thật kỹ giùm nhé. Khi mà các bạn vòng tròn lại các bạn nhớ là nối làm sao để nó không có bị chéo lại mà nó sẽ không bị xoắn, hai cái phần dây á, chúng ta phải nối làm sao để cho nó thành một cái vòng tròn. Các bạn làm cho thật kỹ nha, phần này là rất là quan trọng đó. Các bạn thấy không, mình sẽ chặt vô làm sao cho nó thật thẳng. Đầu dây cái hạt cái đầu bên kia rồi mình thêm một hạt nữa rồi mình chéo qua đó, đó nó phải như vậy đó các bạn. Nên mình
mình phải kiểm tra tới kiểm tra luôn xem cái sợi dây mình có bị xoắn không. Đó, nó phải như vậy mới là đúng nha. Rồi bây giờ mình đang kéo, mình dựng cái phần vòng lên này. Rồi bên tay trái chúng ta xỏ vào 3 hạt. Hồi nãy chúng ta làm thì là 2 hạt bên tay trái, 1 hạt bên tay phải. Thì bây giờ bắt đầu lên cái hàng thứ 2, chúng ta sẽ xỏ bên tay trái 3 hạt. Giờ sợi dây bên phải không có hạt nào, rồi chúng ta sẽ chéo vào 1 hạt bên tay trái. Đó, bây giờ chúng ta đang lên cho hàng thứ 2. Các bạn nhớ nha, bên tay trái chúng ta xỏ vào 3 hạt. Rồi dây bên phải chúng ta không có hạt nào nha. Xong ta sẽ lấy dây bên phải kéo 1 hạt của bên tay trái. Rồi chúng ta kéo hết dây. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lên được bông thứ nhất của hàng thứ 2. Rồi, bây giờ dây bên phải chúng ta sẽ rồi bây giờ các bạn nhìn nè, dây bên trái chúng ta xỏ vào 2 hạt, dây bên phải chúng ta nè, các bạn nhìn nè, ở dưới chân của nó có một cái hạt đó, chúng ta xỏ vào cái hạt đó. Nhớ nha, chúng ta chỉ xỏ một hạt nha. Đó, đó ngay chân các bạn thấy không, ngay cái chân nè mình chỉ nè, nó có một cái hạt, chúng ta luồn dây bên phải vào nó. Đó, rồi mình nắm mình giật để cho các bạn thấy đó, nó không có bị tuột ra. Rồi bây giờ chúng ta xỏ, khi mà chúng ta xỏ vào cái giỏ để kiểm tra nè. Đó, nó nằm êm như vậy đó. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đi đến hết hàng. Thì khúc đầu á, mình sẽ nói kỹ và chậm để cho các bạn làm. Và những hàng tiếp theo, mình cũng làm y chang như vậy. Tay trái, chúng ta xỏ 2 hàng. Tay phải, chúng ta luồn sợi cước vào cái chân hạt đã có sẵn của hồi nãy mình làm cái vòng đầu tiên. Đó, cứ như vậy các bạn làm đi, cứ như vậy lặp đi lặp lại như vậy đến giáp mí của cái vòng hồi nãy mình chỉ, thì để cho thời gian nó nhanh. Chứ nếu mà mình xả từng hạt rồi mình nói các bạn như vậy đó thì mình làm cả ngày cái ngày mới xong đó, thì thời gian rất là mất thời gian ở trên các bạn coi YouTube trên clip này. Mình sẽ chỉ các bạn thêm một đoạn nữa rồi các bạn cứ thế tiếp tục làm, thì mình sẽ tắt đi rồi mình làm tiếp để cho nó đỡ mất thời gian các bạn ha. Còn cái phần đầu thì mình sẽ làm chậm cho các bạn để làm theo. Các bạn nhớ siết tay cho thật chặt nha. Cái này thì dây cước mà chúng ta siết
rất là đau tai đó. Mình làm quen nhưng mà cũng bị chai tai các bạn. Nhưng mà nếu mà dùng bao tai thì chúng ta rất là khó cầm những cái vật như thế này. Bạn nhớ nha, dây hạt 6 ly, cái hạt bẹt là 6 ly, thì các bạn dùng dây cước là 5 ly, chứ các bạn đừng dùng dây cước 6 ly nha. Mình hàng của mình làm á, mình siết rất là chặt, chứ là hàng ở chợ á hay là hàng ở ngay cả ở những cái siêu thị mà người ta để trưng bày để bán á, thì mình thấy hàng mình cầm lên cái giỏ người ta cũng không siết chặt và cứng cáp như của mình làm đó. Tại vì người ta siết chặt á đau tay nè mà mất thời gian, cho nên cái giỏ của mình làm rất là cứng, rất là chắc và khách hàng rất là thích. Cái nữa là mình làm giỏ cho khách á, mình đi theo yêu cầu của khách và mình theo cái sáng tạo riêng của mình, mình không có đi theo mẫu của bất cứ ai. Nên mình cũng có một lượng khách nhất định. Các bạn nhớ theo dõi kỹ nha. Phần đầu á mình sẽ giới thiệu, mình sẽ chỉ các bạn thật là kỹ. Đây là cái mẫu ví này, sẽ là cái mẫu cơ bản nhất để cho những cái giỏ sau này, và mình sẽ làm rất là nhanh, mình không có lặp đi lặp lại nhiều lần nữa. Cho nên đây là mẫu ví mà mình chỉ kỹ, thời gian sẽ hơi lâu. Nhưng nếu mà các bạn mà không theo dõi từ đầu mà các bạn lướt qua thì những mẫu giỏ sau mình nói các bạn sẽ khó mà hiểu. Đây chính là cái cơ bản và những cái giỏ sau, dù cho nó có là mẫu khó hơn đi nữa thì khi chúng ta biết làm cái mẫu ví này thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều mẫu ví khác.
nên các bạn chỉ muốn tập trung và xem trọn vẹn nhé. Chứ nếu các bạn thấy mà kéo lướt qua thì sau này mình nói nhanh hơn thì các bạn sẽ khó hiểu. Cứ như vậy mà tiếp tục đi giáp dòng hết nha các bạn. Các bạn nhìn thấy rõ không? Mình dựng lên như vậy để các bạn nhìn rõ đó. Các bạn nhớ siết thật chặt tay nha. Mình làm tới đâu mình siết tới đó. Cứ làm được một bông, cái này mình gọi là một bông, thì cứ làm được, các bạn cứ sợ khi mà chéo được một hoàng vô á thì gọi là một bông, thì chúng ta siết nè, chặt nó, nhìn mình siết nè, đó siết thật chặt tay nhé. Mình gọi, bây giờ mình gọi theo từ chuyên môn của Lâm Võ nè. Khi mà chúng ta tay bên phải, chúng ta xỏ vào cái hạt ở chân của nó, tức là cái hạt của cái vòng trước đó, cái hàng trước đó, thì gọi là tiến, tiến lên một. Còn tay trái chúng ta xỏ hai hộp, sau khi xỏ hai hộp thì chúng ta chéo một hộp. Rồi cứ vậy mà chúng ta siết tay và chúng ta làm. Xin chào các bạn.
Hôm nay mình sẽ tiếp tục chỉ cho các bạn chiếc ví cầm tay phần 2 nhé. Hôm bữa mình đã chỉ phần 1 rồi. Bây giờ các bạn xem nè. Đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục kết ở đây. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn là kết nối vòng. Nè các bạn nhìn nha. Ở dưới chân nó có một bông này. Đó. Thì bây giờ cái sợi dây mà gần dưới cái phần ở dưới chân á, thì ta tiến lên cái hộp ngay chân. Rồi, phần dây còn lại thì chúng ta thêm hai hộp, hai hạt bẹt nhé. Rồi chúng ta chéo một hạt thôi. Rồi bây giờ các bạn nhìn. Rồi phần sợi dây bên dưới mình cũng tiến vào một hạt ở dưới chân. Rồi nếu mà chúng ta thấy nè, nó sẽ còn lại 1, 2, 3 thì ở đây chúng ta sẽ thấy nè, mình sẽ còn thiếu một hạt nữa thôi. Đó, cái sợi dây đó nó sẽ đi giáp mí. Và chúng ta cứ thấy có hạt là chúng ta cứ xỏ vào thôi. Các bạn thấy rõ không? Đó. Nè, 1, 2, 3. Thì chúng ta còn thiếu một hạt nữa thành 4. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một hạt thôi rồi chúng ta chéo dây vô. Nhớ nha, các bạn chỉ thêm một hạt nữa thôi. Đó. Rồi chúng ta chéo dây vào. Rồi, vậy là chúng ta đã giáp mí rồi ha. Bây giờ lên hàng kế tiếp. Đó. Các bạn nhìn thấy rõ không? Đó, mình làm chậm ra cho các bạn thấy đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thêm vào 3 hạt nhé. Khi mà chúng ta bắt đầu mà lên cái hàng mới á, chúng ta xỏ bằng cái sợi dây nào cho 3 hạt vô, sợi dây bên trái hay bên phải đều được. Rồi chúng ta canh theo mình thuận bên nào thì mình lại xoay cái giỏ theo hướng đó. Rồi mình làm thôi. Đó. Thêm 3 hạt nè. Rồi chúng ta chéo. Đó các bạn nhìn thấy kỹ không? Đó. Rồi, cái sợi dây bên dưới của cái chân á, chúng ta cũng tiến vào một hạt kế tiếp nó. Rồi dây bên trên, chúng ta xỏ vào hai hạt. Rồi chúng ta chéo một hạt. Rồi cái sợi dây bên dưới ta lại tiến vào cái hạt. Các bạn tập cho quen nha, mình dùng tiến mạc một hạt hoặc tiến hai hạt. Đó. Là mình xỏ vô cái ở phía chân á, đó. Đó các bạn thấy không? Mình lấy cái bút mình chỉ đó. Đó những cái chân hạt nó có sẵn nó có cái lỗ á. Đó, mình cứ vậy mình xỏ vô. Thì mình gọi là tiếng một. Thì các bạn cứ xỏ nè, sợi dây trên nó có một hạt nè, ở chân nó có một hạt, mình tiến vô cái chân đó là mình có được hai hạt. Thì mình làm sao để có được bốn hạt thì nó thiếu hai hạt, thì các bạn
lại xỏ hai hạt vào dây bên trên, rồi cái phần dây dưới chúng ta chéo một hạt. Rồi cứ như vậy chúng ta đi hết vòng nhé. Nè, bây giờ mình chỉ cho các bạn cái cách làm hoa. Đây, bây giờ mình có cái hạt này. Cái hạt này thì làm hoa vẫn được nha các bạn. Cái hạt này làm hoa đẹp lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ phối để mình đổ ra cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Cái hạt màu đỏ này là lên rất là nổi, nếu bạn nào thích màu đỏ. Bây giờ mình làm thử nè, các bạn nhìn nè. Rồi mình sẽ giải thích các bạn xem kỹ nha. Các bạn đừng có lướt qua. Đây, các bạn nhìn nè, mình đang sử dụng là hạt bạc 6 ly. Thì cái hạt này nè, mà cái hạt màu đỏ này nè, đó, mình gọi nó là hạt đá. Thì mình không thể nào phối hợp với cái hạt 6 ly này được đâu. Tại vì cái hạt này nè, nó tới 8 ly lận. Thì nó không đẹp. Các bạn nhìn nè, mình vô thử cho các bạn xem nha. Cái hạt này nó chỉ thích hợp với cái hạt bạc 8 ly. Còn cái hạt bạc này chỉ có 6 ly thôi. Để mình giải thích cho các bạn, mình làm thử cho các bạn xem nè. Rồi các bạn sẽ thấy là tại sao không làm được. Đó, các bạn nhìn nè. Đó. Nó sẽ phồng phành, nó sẽ không có, nó không có hợp, nó sẽ bị đùng á. Các bạn thấy à? Nó không thích hợp cho nên mình đã tháo ra nè. Đó. Bây giờ mình sẽ, bạn cứ đi tiếp cho mình cái phần này đó. Giọt nước mình làm sao để mình tạo được cái bông hoa 8 cánh nhé. Đó, bạn thấy không nè, mình một dây thì mình xỏ từ cái phần cái cánh hoa thật, cái phần mà cái bầu hoa, một phần thì mình làm xỏ vô một cái phần nhọn,
để mình tạo như cái hình hồi nãy mình mới vừa đưa cho các bạn xem đó, các bạn thấy thấy rõ không? Rồi chúng ta cũng chéo. Rồi cái phần dây dưới thì mình cũng lại tiến lên một hạt. Đó, nè. Đó, các bạn tiến vô cái hạt kế tiếp ra cái phần chân đó, giống như chúng ta đi hạt cườm vậy thôi. Thì về chị thay vì mình đi hạt cườm thì mình đi hạt giọt nước. Nè, bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy nè. Tùy theo ý thức của các bạn nha, nếu các bạn thích làm hoa cái dạng mà cái hoa văn chìm á, giống như vải áo này, một vải màu trắng rồi cũng hoa văn màu trắng đó, thì nó sẽ lên chìm như vậy, thì chúng ta đi cái hạt giọt nước cũng màu trắng như vậy thì nó không có nổi nha. Tùy theo khách hàng là tùy ý thích của các bạn. Các bạn nhìn kỹ là mình xỏ hạt như một lần đó. Bây giờ là một hạt giọt nước và một hạt bẹt. Rồi chúng ta chéo dần hạt bẹt nhé. Rồi chúng ta đến và siết chặt. Chúng ta tiến vào ở dưới cái phần chân nó một hạt. Các bạn nhớ và siết chặt nha. Siết chặt. Bây giờ là chúng ta đã có là bà cảnh hoa, bà hạt giọt nước. Chúng ta có bà cảnh. Rồi bây giờ chúng ta đi bình thường. Cái phần mà cái đầu nhọn á nó sẽ hướng tâm vào trong hết. Nếu mà chúng ta thấy nó không được thì chúng ta tháo nó ra. Nè, bây giờ chúng ta đang đi cái này và chúng ta đi qua cái bông thứ hai, nhưng mà chúng ta đi một nửa bông trước các bạn nhé, nửa phần còn lại một tí nữa chúng ta dòng lên. Bây giờ là chúng ta đang đi, mình nhấn mạnh nè, bây giờ chúng ta chỉ đi nửa bông đó, nửa cánh nửa cái bông thôi, rồi tí mình đi giáp mí thì nó sẽ có nửa cái bông nữa thì nó sẽ thành một cái bông hoàn chỉnh. Thank you.
thấy chỗ không? Yên tâm, mình cứ làm, mạnh dạn làm. Nếu mà chúng ta thấy nó sai á, chúng ta tháo ra và chúng ta làm trở lại. Các bạn nhớ nha, chúng ta làm tới đâu thì chúng ta siết chặt đến đó ha. Nếu mà các bạn mà siết không chặt á, một tí cái phần nhị hoa nó sẽ rất là rộng, nó sẽ xấu đó. Bây giờ mình đang suy nghĩ là mình sẽ chỉ cho các bạn phối màu cho nó nổi. Cái đó là mình ví dụ cho các bạn, những bạn thích màu tập với một cái tông màu gọi là nhã nhặn, không thích là cái hoa nó nổi bật lên mà thích cái hoa nó màu trắng luôn, nó cùng tông với màu cái hạt cơm. Nhưng mà một tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn là lên một cái hạt màu xanh thì mình thấy nó có vẻ mà nó sẽ hợp hơn, nổi hơn. Tại vì cái này là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thấy là cách phối màu cho hoa. Nếu mà các bạn kỹ, các bạn làm tự làm á, cho mình dùng thì các bạn thích thế nào thì làm thế ấy. Nhưng mà khi mà làm cho khách á, thì các bạn phải hỏi à, khách là thích đi lên hoa như thế nào. Các bạn sẽ chụp hình hỏi khách là như thế này là được chưa, màu như thế này có thích hay không, khách thích màu nào đó, thì chúng ta sẽ không mất cái thời gian mà mình làm ra sản phẩm thì cũng khách cũng rất là hài lòng. Các
chứ hả? Mình sẽ làm rất là chậm nha. Nhưng mà những cái giỏ sao á thì mình sẽ làm nhanh, tốc độ là nhanh hơn. Thì mình không làm chậm như vậy nữa. Cái này mình chỉ chậm để cho các bạn khi theo dõi clip của mình thì có thể làm được. Các bạn nhìn nè. Nè. Chúng ta được hai bông nè. Bây giờ chúng ta bắt đầu vòng lại để đi tiếp nửa cánh bông còn lại nhé. Để tạo thành trọn vẹn một cái bông đó.
Cái hoàng thay thì cánh hoa nó dài, cho nên khi mà chúng ta đi một cánh hoa với một hạt bẹt á, thì thường á, là cái phần hạt bẹt nó sẽ thấp hơn phần cánh hoa, nên khi mà chúng ta muốn lên cái phần cánh hoa để cho nó bằng á, thì cái phần hạt bẹt chúng ta cũng phải đi lên làm sao cho nó cân đối lên à, nó thiếu thì chúng ta cứ thêm hạt bẹt để khi mà nó bắt đầu cái sợi dây mình kéo á, thì mình thấy bắt đầu nó cân xứng với cái hạt hạt giọt nước đó, thấy không? Này chúng ta thiếu hạt bẹt nè, nên bây giờ chúng ta sẽ bắp thêm hạt bẹt vô đó. Bây giờ nó cao gần bằng được cái hạt giọt nước rồi thì chúng ta mới bắt đầu xỏ hạt giọt nước vào. Các bạn cứ nắm cái sợi dây á, kéo theo cái chiều của cái hướng hạt á, rồi chúng ta sẽ thấy nó thiếu phần giọt nước hay phần hạt bẹt. Nếu mà chúng ta lắp hạt bẹt trước nè, rồi giọt nước sau, hoặc giọt nước trước hạt bẹt sau, thì chúng ta kéo mà thấy hạt cái phần giọt nước chúng ta mới vừa thêm á, mà nó không tạo được cái phần góc nhọn vô á để thành nhụy á, thì chúng ta lại tháo ra, thì chúng ta lắp ngược lại, không sao đâu, làm hoài chúng ta sẽ quen tay đó. Đó các bạn thấy không, cái phần đó, cái phần với cái mũi nhọn này đó, khi chúng ta chéo á thì nó sẽ đi vào tâm. Ta vừa làm vừa so phần trước và phần sau nó phải bằng nhau. Thì bây giờ cái phần trước mà mình đang làm hoa thì các bạn thấy không? Đây nhìn vô mình cũng thấy xuyên qua nó có lỗ đó. Làm sao đây đó, sau khi mà lên hạt nó cũng bằng như cái phần này. Đây các bạn đang nhìn này. Rồi các bạn thấy không, bây giờ mình đang thay bằng cái hạt giọt nước màu xanh cho nó nổi nè. Đó. Bây giờ các bạn dễ nhìn thấy hơn nè. Đó, hồi nãy mình làm hạt màu trắng, mình cũng đi tới cái đoạn này. Bây giờ mình tháo màu trắng ra, mình thay cái hạt màu xanh. Đó, các bạn thấy màu xanh lên và nó nổi bật lên đó, các bạn dễ hình dung, dễ nhìn lắm. Ta có được nửa cái bông rồi đó, là bốn cánh rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi để cái bông còn lại, là nó các bạn nhìn thấy được là cái bông hoa có 8 cánh, tương đương với là 8 hạt giọt nước. Thank you.
chúng ta thấy cái nấm đó là chúng ta thấy nó thiếu của cái phần hạt bẹt nè, thì chúng ta kết vô hai sợi với hai hạt bẹt. Chúng ta thấy nó thiếu hàng giọt nước thì chúng ta lại thêm giọt nước. Bây giờ nè, mình nói như thế này cho các bạn dễ hình dung để các bạn tự làm nha. Cái phần mà cái chân của cái phần hạt bẹt, cái chân phía dưới á, mình nói cái chân phía dưới nha, là cái nghĩa là cái phần mà cái phần bầu á, cái phần bầu to của cái hạt giọt nước á, thì cứ nè, nó có nó một cái bông hoa nó sẽ là 8 cánh. Các bạn nghe rõ nha, một bông hoa là 8 cánh. Thì cái phần chân nó nè, cứ các bạn cứ cắt như thế này là đúng nè. Một, các bạn sẽ nhìn thấy một hạt giọt nước, một hạt bẹt, rồi một hạt giọt nước, rồi hai hạt bẹt. Rồi một hạt giọt nước. Có nghĩa là nó cứ vậy nè, cái chân hoa nó sẽ là cứ một hạt bẹt ha, rồi tới một cánh hoa. Bây giờ mình sẽ dùng cánh hoa nha, mình không dùng hạt giọt nước nữa nha. Một hạt bẹt rồi một cánh hoa, rồi lại hai hạt bẹt rồi một cánh hoa, rồi một hạt bẹt rồi một cánh hoa, rồi hai hạt bẹt một cánh hoa, thì nó cứ xen kẽ nè, một hạt hai hạt, một hai, một hai, một hai đó. Các bạn cứ cái chân các bạn cứ khi mà các bạn kết làm sao mà cứ thấy nó cách một hạt bẹt rồi hai hạt bẹt rồi một hạt bẹt hai hạt bẹt đó, mỗi cánh hoa nó cách nhau như vậy, nó xen kẽ nhau á, thì các bạn biết rằng mình đã làm đúng ha. Còn khi mà chúng ta xỏ vô á, mà chúng ta thấy sao tự nhiên nó cứ bên đây đã cách một hạt rồi mà ở đây cũng lại cách một hạt nữa, thì nó sai, các bạn tháo ra làm lại. Cho nên là mình vừa xỏ, mình vừa so, mình vừa đếm luôn, thì nó đỡ cực hơn là chúng ta làm mà không để ý. Một tí chúng ta tháo rất là nhiều. Sai là chúng ta tháo liền ngay lúc đó luôn. Còn nếu mà khi mà cái sợi dây cước á, mà chúng ta không xỏ vào được cái cánh hoa để chúng ta nối á, thì chúng ta lại đi vòng vòng, chúng ta lại xỏ qua một cái hạt bẹt kế bên đó. Chúng ta đi luồn qua như thế nào để mà chúng ta dễ luồn qua cái hạt giọt nước này nè, để chúng ta tạo cánh hoa. Các bạn nhìn kỹ đi. Cái phần chỗ này nó hơi khó nha các bạn. Đó, mình cứ luồn qua hạt bẹt để mình luồn làm sao để sợi dây nó dễ chéo vô. Các bạn là cứ chén qua cái sợi dây á, các làm sao để lát nữa sợi dây em cướp qua, chúng ta luôn được qua cái phần cái giọt nước ở trên để chúng ta dễ chén đó các bạn ha.
Có nghĩa là cái sự trước này nãy giờ mình luồn luồn tới luồn lui đó. Đây bà làm đó, bà làm. Mình đi làm sao để làm cho cái sự giải cứu nó luồn vô được cái hạt giọt nước. Chứ các bạn đừng có băng ngang qua là thấy cái sợi dây nó xấu lắm. Mình chỉ các bạn là cách giỏ đẹp luôn đó, sẽ không có thấy cái đường cước băng ngang băng dọc tùm lum hết. Mình thấy ở chợ các bạn kết cái sợi dây nó băng ngang qua luôn, các bạn không có biết đường đi đó. Tới đó cái bí quá băng ngang qua thì nó xấu, nó xấu nó giỏ nó mới đẹp. Các bạn chịu khó luồn tới luồn lui làm sao để nó cái sợi dây nó đi vô được đúng chiều. Xin chào các bạn, hôm nay mình trở lại với phần 3 nha. Mình tiếp tục làm cho chiếc ví với 3 cái bông hoa. Đây. Hồi ở kết thúc của phần 2 là chúng ta đã được nửa cái bông hoa rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi tiếp cho nửa bông hoa còn lại. Các bạn nhìn thấy rõ không? Mình làm rất là chậm nha. Trước khi mà các bạn lên nửa cái bông hoa còn lại này nè, thì cái phần kết thúc của hạt cườm á, mình sẽ xoay cái sợi dây cước á, mình cứ luồn qua luồn lại làm sao để cho hai đầu sợi dây cước nó sẽ có thể là chéo vào nhau được. Cho nên chúng ta phải luồn vòng vòng đó. Nên các bạn tập trung nè. Các bạn vừa làm vừa tập so cứ cái đầu nhọn của cái hạt giọt nước thì chúng ta sẽ xoay vào cái tâm để cái phần đó là phần nhụy hoa đó, còn cái phần chân hoa thì cứ mình lặp lại nha, cứ cách một hạt giọt nước nè, rồi một hạt bẹt, rồi hạt giọt nước, lại cách hai hạt bẹt đó. Cho nên là các bạn cứ nhớ theo cái công thức của cái hoa là như vậy, rồi các bạn cứ canh theo mà các bạn xỏ, chứ đừng có theo một cái công thức là tay trái luồn vô hạt nào, tay phải luồn vô hạt nào, nó rối lắm. Còn mình chỉ cho các bạn là cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, rồi mình tự làm. Sai mình tháo ra, mình xoay lại. Đó, lại thêm được một cánh hoa nữa rồi đó, các bạn thấy không? Thì cái phần cái hạt trước đó là mình cách một hạt bẹt nè. Thì cái cánh hoa thứ 5 này thì mình lại cắt hai hạt bẹt. Rồi bây giờ cánh hoa tiếp theo thì mình sẽ cắt một hạt bẹt thôi.
Các bạn tập trung thật kỹ nè. Đây là chiếc giỏ, chiếc ví đầu tiên mà mình chỉ các bạn vô dây đầu như thế nào, rồi lên cánh hoa như thế nào, rồi làm đáy giỏ như thế nào. Mình sẽ làm thật là tỉ mỉ. Cho nên là những chiếc ví sau, những chiếc vỏ sau, những cái mẫu khác, thì mình khi nào mẫu khác đi á thì mình sẽ nói chậm. Nhưng mà những cái như đi hoa hay những cái góc như thế này, tương tự như thế này, thì mình sẽ làm rất là nhanh nha. Mình đi nhanh chứ mình không nói chậm như vậy. Nên các bạn chịu khó tập trung vào cái ví đầu tiên. Cho nên ở cái clip này thì mình sẽ có cái tiêu đề là tỉ mỉ ha. Cho nên các bạn khi mà xem những cái clip sau á, mà mình chỉ làm giỏ mà các bạn không hiểu, thì các bạn sẽ quay lại cái clip tỉ mỉ này các bạn xem nhé. Còn những phần sau mình đi nhanh nhưng mà đầy đủ thì mình để là full hay là HD đó, hay là đầy đủ. Mình sẽ ghi như vậy thôi để các bạn hiểu, dễ tìm clip đi xem ha. Rồi bây giờ mình đếm nè. Một bông hoa này gồm có 8 cánh nha các bạn. Đó, bây giờ mình hiện tại là mình được mấy rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhớ rằng mình chỉ cho các bạn là cách luồn, có thể mình sẽ luồn tới luồn lui 2-3 vòng, nhưng mà mình hãy luồn cho cái sợi dây đó như thế nào mà các bạn nhìn thấy là nó giấu được cái dây cước, nó đi theo chiều của sợi dây cước chứ nó không thể băng ngang. Các bạn đừng có thấy cái chỗ đó mình đi không được nữa, các bạn băng ngang qua là sợi dây cước nó nhìn lộ cái sợi dây ra đó, xấu lắm. Nên mình cần phải là giấu sợi dây cước vào trong những cái đường sẵn có nha. Đi theo đường thuận thôi. Các bạn nhìn nè, cứ một cánh hoa nè, nó xen kẽ. Các bạn nhớ siết cái sợi dây cho thật chặt nha. Ta nắm cái sợi dây cước theo cùng chiều của cái hạt á. Nhớ siết chặt vào. Hơi đau tay một tí. À, còn nếu các bạn kỹ á, các bạn nhớ mua thêm một cái bao tay á. Cái bao tay y tế mà sát da, các bạn đeo vào cho dễ làm, cũng giảm được cái bị lột da đó.
Các bạn cứ vừa làm vừa so nhé. Xem là mình làm đúng hay sai ở cái bước nào. Rồi. Bây giờ các bạn nhìn nè, mình đã xong được một bông hoa thứ nhất. Bây giờ mình qua cái bông thứ hai. Bây giờ mình đi nửa cái bông hoa còn lại của bông thứ hai nhé. Thì nửa cánh hoa còn lại chúng ta cũng đi giống như là cái cánh hoa thứ nhất. Các bạn thấy mình lấy hạt ra. Đó, chúng ta lại thêm được một cánh hoa nữa rồi đó các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cánh hoa còn lại nhé. Nè, các bạn soi vô nè, các bạn thấy nè, nó bị chênh nè. Đó, hạt bẹt này chồng lên hạt bẹt kia là chúng ta đã bị dư đó.
Các bạn tập trung vào những cái điểm sai nha, để viết cách sửa lỗi. Đó, rồi chúng ta thấy nó dư, chúng ta tháo ra. Khi chúng ta làm xong một cánh hoa thì chúng ta sẽ thấy cánh hoa nó nằm im, không bị đùng, không bị dư, không bị chồng lên nhau. Đó, các bạn thấy không? Sau khi mà mình tháo bớt hộp ra nè, thì chúng ta thấy hoa nằm rất là êm, không có bị chồng lên như hồi nãy nữa. Như vậy mới đúng nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đã được hai cánh hoa hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp để là lên cánh hoa thứ ba, bông hoa thứ ba. Xin lỗi các bạn, bông hoa thứ ba. Cái bông hoa thứ ba nè các bạn nhìn nè, ở phần giữa những cái tâm của cái hoa nè, thì chúng ta sẽ đi nhụy. À, chúng ta sẽ đi nhụy ở đó. Chúng ta dùng chính cái hạt bẹt này này, hạt bẹt 6 ly nhé. Các bạn để lên đó. À, tùy theo các bạn thích nè. Nếu các bạn thích cái nhụy hoa màu vàng, màu đỏ thì hay màu trắng thì các bạn cứ đưa vào, hay là dùng cái chính cái màu hạt bẹt màu của các bạn đang làm giỏ đó, các bạn đưa lên tùy theo ý thích của mỗi người nhé. Bây giờ mình đang luồn cước cho thật chặt để không có bị phồng phành cái đó. Các bạn siết tay chặt chặt vô nhé, để cho cái cánh hoa của chúng ta nằm thẳng là êm. À, các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ khi mà cái giỏ chúng ta nó đang bằng mép hết đây nè, thì bây giờ chúng ta sẽ đi hoàn toàn bằng hạt bẹt nha.
Tiếp tục đi hát bẹt. Bây giờ chúng ta sẽ lên hát bẹt cho hàng kế tiếp. Đó. Các bạn luồn sợi dây cước như thế nào để cho hai cái sợi dây cước đó nó nằm hai đầu hai bên của cái hạt bẹt, để chi, để khi dây bên trái và dây bên phải chúng ta xỏ thì chúng ta chéo được với nhau đó, các bạn thấy không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi hạt bẹt, bắt đầu từ cái nè. Đó, đây là nơi chúng ta làm. Chúng ta sẽ đi vòng. Các bạn chưa nhớ chưa cái khoảng cách ở giữa, để ở giữa của hai cái bông hoa để chúng ta đi cái bông thứ ba nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi hoạt bẹt hoàn toàn. Đó, chúng ta lên hàng mới thì chúng ta xỏ 3 hạt bẹt. Rồi chúng ta chéo. Chéo một hạt thôi nha các bạn. Đó, chúng ta được một bông. Rồi chúng ta sẽ đi hết một vòng tới cái đầu bông bên đây thì chúng ta dừng. Rồi mình sẽ chỉ cho các bạn lên cái bông thứ ba nhé.
Đó, các bạn thấy không? Mình bắt đầu lên cái bông thứ ba. Đó, mình đã được. Các bạn nhớ canh ở giữa nha. Nếu mà sau khi các bạn lên cái nửa cánh hoa ở dưới mà chúng ta thấy nó lệch á, thì chúng ta tháo ra làm lại. Mình cứ đếm cái khoảng cách ở giữa nè, rồi chúng ta kết. Các bạn mà thấy lệch là các bạn tháo ra ngay nha, chứ để lên thành nguyên cái giỏ thì hoa nó hơi lệch không đẹp đâu. Các bạn tập trung nha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ lên đi hết một dòng hạt bẹt nè, theo cái chì mình chỉ. Rồi mình sẽ tiếp tục đi đến nửa bông hoa còn lại của bông thứ ba nhé. Đó, chúng ta đã đi giáp dòng rồi nè.
Bây giờ các bạn tập trung để chúng ta đi nửa cánh bông, cánh nửa bông hoa còn lại nhé. Rồi chúng ta đã hoàn thành rồi đó các bạn. Bây giờ thì chúng ta đính chặt vào.
Chúng ta cứ luồn tới luồn lui của cánh này hoa cánh kia. Rồi chúng ta cứ khi sau khi mà chúng ta đã luồn chặt cánh những cái hạt này, những cái hạt giọt nước này vào những cái hạt cườm cho nó nằm êm với nhau, thì chúng ta sẽ kết thúc phần 3 ở đây. Sau khi chúng ta đi tiếp một những vòng hạt bẹt cao hết lên nhé, đến khi mà cái độ cao mà các bạn yêu thích, mình thích cao cỡ nào thì mình sẽ làm ở đó. Nhưng mà theo mình thì các bạn đếm khoảng tầm 12 đến 13 hàng hạt bẹt, rồi bây giờ mình sẽ nói cho các bạn đây. Nếu mà chúng ta kéo những cái hạt này với nhau nè, chúng ta thấy nó nằm chồng lên nhau, có nghĩa là sẽ có dư. Và chúng ta lại tiếp tục tháo ra. Rồi như hồi nãy cái bông thứ hai mình hướng dẫn cho các bạn. Rồi bây giờ đó nó nằm êm, có nghĩa là nó đủ. Mình thì có sẵn cái ruột giỏ. Rồi mình sẽ ướp vào cho các bạn xem. Đó. Bây giờ chúng ta hoàn toàn dùng hạt cườm, hạt bẹt 6 ly này. Chúng ta sẽ đi hết bích cao lên ở nếu cái khoảng này nha.